Còn đối với tiêu chuẩn của Lucy Việt Nam thì đem lại thành công cho các bạn chính là đem lại thành công cho chúng tôi. Như thường lệ, lần này Lucy Việt Nam sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một máy chế biến thực phẩm công nghiệp cực kỳ hữu ích, tiện dụng và có năng suất rất cao trong công trường nhà bếp. Nào các bạn hãy cùng chúng tôi xem đó là sản phẩm gì nhé. Phẩm mà ngày hôm nay Rossi Việt Nam muốn giới thiệu với tất cả các bạn đó chính là một chiếc máy đun xương công nghiệp do hãng Bếp Việt sản xuất, có mã số là DVCX310L. Nói máy cơ xương thì chắc hẳn quý khách có vẻ cảm thấy có điều gì đó hơi lạ lẫm phải không ạ? Thì tôi xin được nói đơn giản như thế này, với chúng ta những người nội trợ thì chọn một lượng xương nhỏ thì chúng ta thể chặt được, nhưng mà nếu trong các nhà hàng hoặc là các bếp ăn công nghiệp chúng ta phải xử lý một khối lượng xương rất là lớn thì chắc chắn là không thể chặt bằng tay phải không ạ? Thì lúc đó chiếc máy cơ xương công nghiệp Đức Việt DVCX310L sẽ thực sự là một trợ thủ đắc lực dành cho các bạn, những người đầu bếp trong các nhà hàng, các quán cơm hay là các bếp ăn công nghiệp. Trong ngành chế biến thực phẩm thì một chiếc máy cơ xương đóng vai trò rất là quan trọng trong một căn bếp. Tuy nhiên thì để lựa chọn một chiếc máy cơ xương có chất lượng tốt, giá thành hợp lý, kích thước và quy cách sản phẩm phù hợp với nhu cầu cần dùng thì quả là một việc khó khăn phải không ạ? Khi mà thị trường hiện nay đang có quá là nhiều hãng nhập khẩu loại máy này. Vậy thì làm thế nào để các bạn có thể biết đâu là cơ sở uy tín, đâu là một hãng chất lượng cao có thể đáp ứng được những yêu cầu của các bạn? Thì hãy đến với chúng tôi. Chúng tôi Rossi Việt Nam có chuyên cung cấp các loại thiết bị nhà bếp công nghiệp trong 15 năm rồi. Thì chúng tôi đã cho ra đời và các loại máy cơ xương với các tính năng cơ bản cần thiết, với đủ loại công suất để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng. Tôi xin được giới thiệu sơ qua một chút về phần thông số kỹ thuật của chiếc máy cơ xương công nghiệp Đức Việt. Đây là một chiếc máy cơ xương công nghiệp Đức Việt có mã số là DVCX310L, do hãng Đức Việt sản xuất, có xuất xứ từ Việt Nam. Sản phẩm này thì có kích thước là 590x570x1040mm, công suất là 1100W, sử dụng điện áp 220V và độ dày của lưỡi cơ xương là 0,5 ly các bạn nhé. Khi mà các bạn mua máy cơ xương công nghiệp Đức Việt tại Rossi Việt Nam thì ngoài đi theo máy một chiếc lưỡi cưa thì chúng tôi sẽ còn tặng kèm với khách hàng một chiếc lưỡi cưa nữa. Với chiếc lưỡi cưa này thì có chiều dài là 2000, độ dày cắt là 5 cho tới 180 ly, chiều cao cắt từ 0 cho tới 260 ly và tốc độ quay của lưỡi đó là 1.120 lần trên một phút, rất là nhanh đấy ạ. Tôi xin nhắc lại là tốc độ quay của lưỡi cưa là 1.120 lần trên một phút, thế nên chúng ta có thể cưa được một khối lượng xương rất là lớn trong một thời gian rất là ngắn thôi. Kích thước bàn cưa xương là 560x425 ly. Với sản phẩm máy cưa xương công nghiệp Đức Việt như thế này, các bạn có thể thấy rõ ràng và mắt thường sản phẩm có vỏ ngoài được làm bằng nhôm nguyên khối không gỉ phải không ạ? Rất đường nét, rất là sắc sảo, rất là chắc chắn, rất là thẩm mỹ, dễ dàng vệ sinh, dễ dàng lau chùi, có rất là ít các chi tiết, các rãnh khe, thế nên là chúng ta sẽ không phải lo lắng về vấn đề vệ sinh chiếc máy cưa xương này. Mặt bàn cưa xương thì được làm bằng inox, đảm bảo độ bền tuyệt đối và vệ sinh rất là dễ dàng. Với công nghệ tiên tiến và sử dụng hệ thống Hamuli truyền chuyển động cho lưỡi cưa giúp máy chạy êm và linh hoạt hơn. Máy cưa xương Đức Việt có hệ thống công tắc chống nước với hệ thống điện an toàn cho động cơ. Khi bị hở hay chập, hệ thống tự động phát điện và không chạy nữa. Máy cưa xương có thiết kế tay nắm đẩy an toàn giúp người sử dụng tránh được những rủi ro trong quá trình sử dụng thiết bị. Ngoài ra thì quý khách có thể điều chỉnh độ dày lát cắt sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Máy cưa xương Đức Việt có mã số DVCX310L, có bộ phận khay hứng một xương bên dưới nên là giúp chúng ta khâu vệ sinh máy trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn rất là nhiều. Trên máy cưa xương thì đều có dán tem cảnh báo cho người sử dụng để đề phòng trường hợp không mong muốn xảy ra. Với chiếc máy cưa xương công nghiệp Đức Việt DVCX310L, quý khách hàng có thể cưa các loại xương bò, xương trâu, xương lợn. Thì ngoài ra máy có thể chia khổ cho thịt đông lạnh nữa và cá đông lạnh với lát cắt tùy chỉnh. Với chiếc máy này thì quý khách hàng không chỉ cưa xương đúng không ạ? Chúng ta có thể với những khối thịt rất là to, khối cá rất là to đông lạnh thì chúng ta cũng có thể sử dụng cắt được bằng chiếc máy cưa xương này. Thì bằng kinh nghiệm nhiều năm trong ngành sản xuất thiết bị bếp công nghiệp thì Rossi Việt Nam xin khẳng định rằng là chiếc máy cưa
cơ xương công nghiệp sẽ là một giải pháp tối ưu nhất cho nhu cầu kinh doanh của quý khách hàng. Với mỗi một chiếc máy cơ xương thì đều có các chú ý khác nhau các bạn nhé. Đây là bộ phận chúng ta dùng để đẩy khối xương vào. Đây các bạn có thể thấy rằng là các thanh đã chuyển động. Đây là bộ phận chúng ta điều chỉnh mũi cương. Đây là phần kem chống bó không chạm vào. Đây chính là bộ phận dùng để giữ khối xương các bạn nhé. Các nhân viên của Rossi Việt Nam đang ấn công tác với một chiếc máy cơ xương công nghiệp DVC 320L sẽ đều có một công tắc tắt và bật riêng. Đây là phần thay húng mụn xương. Phần thay húng mụn xương như tôi vừa giới thiệu trên clip đấy ạ. Trên sản phẩm thì có dán tem nhãn. Chúng ta hãy cùng nhau quan sát lại toàn cảnh chiếc máy cơ xương này nhé. Với diện tích chiếm không quá là lớn thì tôi tin chắc rằng là khi mà các bạn người chủ, người đầu tư, người setup, những người sử dụng chiếc máy cơ xương này sẽ giúp các bạn tiết kiệm rất là nhiều về chi phí, về thời gian, về nhân lực. Chiếc máy cơ xương công nghiệp Đức Việt DVC 310L sẽ được bảo hành 12 tháng. Trong quá trình bảo hành, quý khách hàng sẽ được thay thế linh kiện sản phẩm miễn phí. Hết quá trình bảo hành, quý khách hàng sẽ được chuyển sang quá trình bảo trì trọn đời cho sản phẩm. Và với chiếc máy cơ xương công nghiệp Đức Việt DVCX310L được tung ra thị trường, Rossi Việt Nam xin gửi tới quý khách hàng chiếc thẻ bảo hành. Trên chiếc thẻ bảo hành này sẽ có ghi lại thông tin sản phẩm, thông tin của quý khách hàng cũng như là ngày giờ xuất kho, để từ đấy Rossi Việt Nam có thể căn cứ và đưa ra một chương trình hậu mãi tốt nhất và phù hợp nhất dành cho những khách hàng thân yêu của Rossi Việt Nam. Các bạn vừa xem xong video giới thiệu về một sản phẩm có thể tiết nhiều công năng của Rossi Việt Nam đã sản xuất. Chẳng có điều gì còn chần chừ khi không đầu tư ngay cho cơ sở mình sản phẩm tốt như vậy phải không nào? Ngay lúc này nếu bạn đã sắp mở nhà hàng hay quán ăn, hãy liên hệ với Rossi Việt Nam qua hotline 0912-863-364 để được tư vấn thêm nhé. Ngoài ra trong thời gian sắp tới chúng tôi sẽ có những video trải nghiệm thực tế về sản phẩm để các bạn có thể hình dung rõ về sản phẩm cũng như các dòng máy chế biến thực phẩm khác. Hãy nhấn theo dõi và đừng quên like để giúp chúng tôi có thêm động lực. Xin chào và hẹn gặp lại.